nửa ký để nguyên. Rồi rồi, chờ cho mai xíu hết luôn. Ủa cô này nửa ký chặt luôn. Để hàng là nửa ký. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúc Phương Vlog nha. Tại Phương đang có mặt ở quầy hàng quay của cô Mai chợ Bình Tiên. Hôm nay là bán rất là đông khách nên cô Mai sẽ tăng cường hai cái cân, hai cái thớt, anh với ba chặt bán phụ luôn mọi người. Hai người phụ bỏ hay quay vô với lại hai người chặt, cô Mai chặt với anh với ba chặt hay quay nha mọi người. Hôm nay là ngày cúng cuối tuần nên rất là đông khách tới mua hay quay của cô Mai về cúng. Hôm nay là cũng đỡ cái là ngày cúng nên là số khách mua là để nguyên cái ít cân nào chặt cho mọi người. Anh Thành thì ở trong phụ trách bán bánh mì nha mọi người. Đi trước chị Mai. Ờ xong rồi. Bác sĩ giờ hiểu rồi. Nặng có bác sĩ chưa? Đang nửa ký nè, nửa ký đi. Nửa ký chà. Nửa ký để nguyên. Chặt nửa ký chà. Dạ mấy bay. Anh ơi lấy cho em đi. Em kêu nửa ký chặt đó nãy giờ. Gia chung với nửa ký á.
không? Ờ, đó là mũi đó. Được, cái ba lão chặt luôn. Mình đi gặp nhé. Rồi, 70.000 chặt không? Chặt luôn mình. Chị mua gì vậy? Nhiêu thấy chị? 100 nghìn chặt cho nha. 100 nghìn ba rồi để nguyên. 600 rưỡi ra. 100 nghìn ba rồi để nguyên cô mà. Nửa ký rồi, ăn nửa ký thôi. Cần nửa ký thôi. 200 gram cá xíu đi. 200 gram cá xíu không? 200 gram cá xíu. Đây Ly ơi. 200 gram cá xíu để nguyên. Nửa ký rồi. Nửa ký rồi, nửa ký sườn mấy chị. Rồi 200 cá xíu. Nhiêu ạ? 60. Trời chị, em nửa nhỏ chút. Cắt gì vậy? Nửa nhỏ đó. Chị. Nửa ký rồi, nửa ký sườn. Rồi nó bán cái gì? Nửa à, nó bán cái dừa sườn đây à. Với nửa ký sườn đó, cắt lắp gì nữa? Phải đó, nhậm chơi. Nửa sườn, nửa rọi đúng không? Nửa sườn, nửa rọi, nửa quách. Rồi, nửa quách luôn. Quách 100 ngàn. Để mà đó, sụp sụp á. Quay bán sao? Đi, quay 35 ngàn lạng. Dạ bà chịu. Bà chịu đây lâu luôn chú ha. Rồi nó bắt tôi chạy kia lên đó đi. Dạ. Xa bển qua đây xa. Chạy nhỏ, chú mua đáng đồng tiền mà. Mua cần heo mà đi lên mạng đi mua mới. Cô mua ở đây lần nào chứ cô? Rồi. Bác coi đi mạng là bác bao đi, tại cũng có đi xem ra để mua một giờ bác chở đi. Hai bạn kia. Ngon mà chú, về ăn là ngon. Ăn ngon thì khổ. Với mẹ mua luôn kiếm loại mà. Chị gì vậy? À chú áo đỏ đó mình cho bà Diễu qua đây mua ủng hộ con ai nha. Để chú mua nhiều lắm. Chú mua mấy lần rồi. 2-3 ổ à, nửa nó tan nhiều quá. Bà Diễu qua đây khá là xa. Đây là chợ Bình Tiên, quận 6, là chỗ đường đi vô. Chặt lần 2 miếng đi, chứ không được. Để đi chị. Không được. 2 miếng nữa ký là hết cỡ rồi. Chặt em 2 con hả? 500 tiền rồi coi, bao hỏi mì. Con cho không? Cảm ơn nhiều. Khuyến mãi, khuyến mãi. Đâu rồi? 8 cái chị, 2 miếng rưỡi nữa ký nữa nguyên qua đó rồi. Đó để sẵn rồi đó rồi. Đóng đâu? Để đưa nguyên bịch rồi đấy nè, lộn rồi nè. Đóng này ba ổ nè. Ai biết đưa tôi lấy rồi. Sửa lộn đồ rồi chú. Sắp bị nhầm. Chứ phải cho nha. Hãy đưa tôi á. Rồi 80. 2 lạng ba đồng. Chặt không? Chặt luôn. Đây nè 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 nè, để cắt nữa. Đang ngon nè đó, lấy ra đi.
mà con không sợ bể, con cắt coi như cũng được hết chứ, hiểu không? Có nhiều người ngộ lắm, cắt ra bể ra, nó này nó nọ, chứ không cắt cỡ nào cũng cắt được hết trơn, nhưng mà cắt đi thì nó bể. Chứ còn cắt cho con thì dễ lắm, sao cũng được. Em mới ngồi em bị chắc bảy nó coi nửa tiếng nó coi mấy tiếng em thấy dưới rưỡi thì mà bé ba hỏi vừa còn đồ không vậy, mua như bán gì đi ép làm gì bớt đi. Xem nhau không? Xíu trong này nè. Đó, cái đó sườn sườn già. Ờ đúng rồi, sụn ngon lắm. Mắt nó đồ bắt quá trời luôn. Nó có 200 kg rồi. Chăm luôn đây lấy cho chị. Cái tên dễ gọi à, tên khó gọi quá trời luôn. Khó gọi quá chăm luôn. Sài Gòn yêu dấu dấu yêu để lại rồi tới nhớ chứ yêu rồi. Dạ. Rồi anh trai này 100 ngàn luôn. Ở quận mấy qua mua gì? Dạ. Bình Thạnh luôn hả? Coi bữa giờ. Còn bữa giờ này mới qua mua hả? Có hết tiền không anh trai? Coi như cả nhân có phát anh. Ngày tôi muốn trộn. Cái sườn này có 200 ngàn ký là cứ ngon thử nè. Vậy cho con 130 gọi với 100 sườn với lại 50 nghìn cái nhiều. Rồi ba thử không? 100 ngàn hả? 200 ngàn là 250 ngàn. À đúng rồi. Nói 100 ngàn để vô tưởng 100 ngàn. Đi con lượng lượng cái sườn sụn cái tao ra đi. 50 gia nè, 130 đội. 130 đội, 100 sườn. Hai đứa mà ăn nửa ký sụn sụn là không hết luôn. Hai đứa ăn không có đó không đủ, hai đứa ăn dữ lắm. Vậy hả? Thường nó nhiều lắm á, chặt ra nhiều. Không, dữ đủ đâu, thích ăn nữa. Không đủ luôn. Dữ lắm rồi nè đó. Đấy, đứa đổ ra rồi. Chặt này dễ lắm, ăn một dưa mình làm rồi được. Mình làm rồi ăn cơm mà nữa, nó dễ lắm. Chặt bóng mỏng. Ăn xíu không? Trăm này con, 150 nè, 250 nè. Rồi.
rồi 250 nhận hàng. Hết tiền luôn. Chị Kiều Liên nay mặc áo đỏ. Đúng rồi, cái kỳ đó anh đăng như túi là áo đen. Cái này bán lâu rồi, giờ mới nổi đó. Ta bán lâu rồi. Sao? 400 gram. Mỗi bịch là 200. Bán lâu rồi, sai không biết đúng không? Thấy ở ngoài đẹp hơn trong YouTube không chị? Ở YouTube đẹp hơn ngoài. YouTube đẹp hơn ngoài. Bạn ảnh lắm á, những gì đi ảnh. Này cô Mai ơi, cái gì đi ảnh? Chị mua gì á? Đẹp gái hơn ngoài cái nè. 7 lạng đùi thôi. Mùi quá chị Mai hả? Đây mấy cái này bao nhiêu chanh vậy? Gái hơn cái gì vậy? Hả? Nhiêu chanh vậy? 220. 7 lạng đùi chặt nhỏ cơ mà. 2 cục cho máu nè. Lấy em 22 lạng này về kho với cải chua. Cái đó là nhiêu? 16. Chị này lặn đùi chặt luôn. Đó là mỏ không? Cái đó của em hả? Đại Nguyên. Cái đó của em hả? Cái ngày này cho em xin cái bao nữa. À, đưa đây cái này. Trăm ngàn đùi chặt luôn. Đùi đó, 700 ngàn đùi hết rồi. Chị ơi. Trời, 100 ngàn nữa. Coi chị áo đen này ra chị áo đỏ không? Không phải. Trăm ngàn đùi, có khó không chị? Đây, 100 ngàn đùi. Quá luôn.
nó mắm chặt cục bự bự. Khách mua hay quay vàng lẩu mắm, lẩu mắm ăn thịt chuỗi ngon hơn, quay ba rọi. Này khách coi YouTube mà mua tới mua nhiều không? Cầm heo chặt giả. Heo như chặt giả. Này có tiêu đề mới rồi, cô heo chặt chặt. Cô Mai chặt heo như chặt giả. Đây lấy chồng. Có xíu gì đây? 100 ngàn. Trăm. Có xíu còn nữa vậy. Lại có xíu để nguyên bên đây luôn. Có xíu còn nữa. Ngầm em rô quá. Tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.